Xin chào các bạn. Thể theo cầu một số các bạn thì hôm nay mình sẽ làm video clip hướng dẫn một câu intro tông mi thứ. Và câu intro này thì áp dụng được rất nhiều bài, cả trăm bài hát. Đặc biệt là những cái bài hát thuộc cái điệu Boston, điệu Slow Rock, những cái bài hát buồn của tông mi thứ thì chúng ta có thể áp dụng câu intro này. Thì bây giờ mình sẽ đánh sơ qua cái câu intro này và sau đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể câu intro này. Thì câu intro này chúng ta sẽ chia ra thành 3 đoạn. Và 3 đoạn này nó sẽ tương ứng với 3 hợp âm. Đầu tiên các bạn bấm mi thứ ở ngăn số 7, đánh rải từ trên xuống dưới, đánh kiểu tự do. Ở đây là cái câu intro kiểu tự do nha các bạn. Nó không có theo cái vô một cái điều cái gì cả, mà chủ yếu là cái diễn tả của mình. Sau đó các bạn đánh nốt rê và vuốt xuống nốt mi ở cái dây số 3 ngăn số 7, kéo xuống ngăn số 9. Rồi, tiếp tục pha thanh son pha mi pha son. Các bạn chú ý khi mà chúng ta đánh mi fa sol fa mi fa sol fa mi fa sol fa mi, chúng ta đánh 3 lần hoặc 4 lần thì cũng tùy, nhưng mà mỗi lần sau đánh lặp lại thì chúng ta tăng tempo lên. Cái chỗ này là chúng ta đang diễn tả Sau đó đoạn 2 chúng ta bấm hợp âm la thứ. Cũng giống như là rải, giống như ở cái mi thứ đó. Sau đó chúng ta vuốt từ cái nốt son xuống nốt la. La si do si la si do si la si do si la. Diễn tả cũng giống như ở cái câu ở cái đoạn 1 ạ. Xong chúng ta vuốt xuống, đánh xuống nốt mi. Bạn nghe lại đoạn 2. Đoạn 3 chúng ta bấm C7. Si si la son si la son fa si son fa mi re re thang re mi fa son fa mi re mi fa mi. Chúng ta kết hợp với bát mi, đánh dây mi buông và sau đó bấm hợp âm mi thứ 9. Vuốt xuống, sau đó chúng ta đánh ngược lên. Chúng ta đánh lại ở cái đoạn 4 này nhé. Thank you.
đã vừa hướng dẫn cho các bạn một câu intro phải nói là rất dễ tập. Các bạn chỉ cần bỏ ra 15 phút hoặc 20 phút thôi là các bạn có thể có được một cái câu intro hay, và câu này thì áp dụng rất nhiều bài. Thì nhân dịp đây thì mình cũng nói luôn là các bạn muốn mình hướng dẫn cái nội dung gì, cái chủ đề gì hay là cái bài hát gì đó thì các bạn comment ở phần bình luận để mình biết và mình tập hợp lại để mình làm clip. Thì trong khả năng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và cuối cùng thì chúc các bạn chúng ta tập luyện thành công cái câu intro này. Các bạn nhớ ủng hộ mình thì đăng ký kênh, like, share và nếu có bình luận thì comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.